Các bạn đang đến với kênh nấu ăn của Mai Hương ha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách nấu một cái món ăn truyền thống mà trong cái mâm cơm ngày Tết của người miền Nam á, chúng ta thường hay có. Đó là cái món thịt kho hột vịt nước dừa. Không cần dùng đến nước màu, nhưng mà cái miếng thịt nó lên màu caramel, rất là đẹp luôn. Thịt nó mềm, đụng đũa vô là gấp lên. Cái trứng thì săn lại, cắn vào nó giòn sực sực, ăn rất là hao cơm. Toàn bộ công thức món ăn mình có để phía dưới video ha. Trước khi vào bếp thì các bạn hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách nhấn vào cái nút đăng ký kênh ở phía bên dưới clip. Và nhấn vào cái chuông ngay bên cạnh để nhận thông báo ngay khi mình post lên một cái video mới. Nguyên liệu thứ nhất là 1kg thịt ba rọi heo rút sườn. Các bạn có thể dùng thịt đùi, thịt mông hoặc là có thể là thịt giò heo tùy ý ha. Chúng ta cần chọn thịt tươi và rửa kỹ với nước muối. Để cắt miếng thịt cho nó đẹp, có một cái mẹo nhỏ là cho thịt vào trong ngăn đá khoảng 1 giờ đồng hồ. 1kg thịt heo mình cắt ra 4 miếng to. Các bạn có thể cắt nhỏ hơn tùy ý ha. Nếu như mà các cái lớp mỡ và lớp thịt nó rời ra như thế này mà chúng ta muốn cho nó vuông vức cho đẹp để dọn lên cái mâm cơm cúng ngày Tết thì các bạn có thể cột nó lại. Dùng một sợi chỉ, nếu mà chỉ to thì sẽ dễ cột hơn. Lưu ý là không có cột chặt tay quá, chỉ cột tạm thôi. Và chúng ta sẽ cắt bỏ cái sợi dây này ra sau khi miếng thịt đã được nấu khoảng 10 phút. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào thịt. Trước tiên là 40g đường cát trắng, tương đương với 4 muỗng canh gạt ngang. Chúng ta massage thịt với đường. Nếu có thời gian thì nên để cho đường nó thấm vào thịt khoảng 30 phút. Mà nếu các bạn đem cái thịt này đem phơi nắng thì cái lớp mỡ nó ngấm đường nó sẽ rất là trong. Miếng thịt nó đã thấm đường, nó bóng lên như thế này. Mình ướp các gia vị tiếp theo. Mười gram bột ngọt tương đương với là một muỗng canh gạt ngang. Mười gram muối tương đương với một muỗng canh gạt ngang. 20g nước mắm ngon tương đương với hai muỗng canh gạt ngang. 7 củ hành tím giã ra và vắt lấy khoảng 2 muỗng canh nước cốt cho vào trong thịt. Một phần hai muỗng cà phê tiêu xay. Chúng ta massage thịt với lại gia vị và ướp trong khoảng 1 tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn càng tốt. Trong thời gian đó thì chúng ta đi sơ chế nguyên liệu thứ hai. Chúng ta có 7 cái trứng vịt. Nếu thích thì các bạn có thể kho thịt với lại trứng vịt muối cũng sẽ rất là ngon ha.
Cho nước vào nồi ngập cao hơn trứng. Cho vào một muỗng vuông cà phê muối bọt và bật lửa lên. Khi nước sôi thì luộc trứng không đậy nắp nồi và luộc với lửa nhỏ, sôi lăn tăn khoảng 10 phút. Vớt trứng ra và cho vào trong tô nước lã. Chúng ta xả trứng với nước vài lần để cho trứng nó nguội hoàn toàn. Với cái cách làm như vậy thì chúng ta sẽ bóc vỏ trứng ra rất là dễ dàng. Đây là thịt heo đã ướp sau 2 giờ đồng hồ. Chúng ta xếp thịt vào nồi. Lưu ý là cái phần nước ướp thịt chưa cho vào ở trong cái công đoạn này ha. Chúng ta xếp trứng vào nồi. Nguyên liệu thứ ba là nước dừa xiêm. Chúng ta nên chọn cái trái dừa hơi già một chút. Cơm dừa nó dày như thế này thì cái nước dừa nó ít vị chua, nó nhiều vị ngọt, rất là thích hợp để kho thịt. Trút nước dừa vào ca. Một trái dừa cho ra được 700 ml nước, cho nên mình sẽ dùng hai trái dừa để có được 1,4 lít nước dừa. Và đem toàn bộ nước dừa này nấu sôi lên. Xong rồi chúng ta trút vào trong nồi thịt. Bật lửa lên. Chúng ta nêm vào đây, đường cát trắng 1 muỗng cà phê gạt ngang, muối 1 muỗng cà phê gạt ngang, bột ngọt nửa muỗng cà phê gạt ngang, nước mắm ngon 30g tương đương với 3 muỗng canh gạt. Khi nồi thịt nó sôi đều lên được khoảng 5 phút thì hạ lửa nhỏ nhất. Cho phần nước ướp thịt vào. Kho thịt với cái mức nước sôi nhỏ nhất, sôi liu riu như thế này trong khoảng từ 2 cho tới 3 giờ đồng hồ. Và thường xuyên vớt bọt, không đậy nắp nồi trong suốt quá trình kho thịt. Để cho cái nước thịt kho nó lên cái màu caramel bóng đẹp và không có bị đục màu. Sau khi kho thịt khoảng 10 phút, miếng thịt nó đã định hình rồi thì cắt cái dây cột ra. Các bạn lưu ý điều này ha. Nếu mà cột dây lâu quá
hay là cột chặt quá thì cái miếng thịt nó sẽ không có nở ra được, nó sẽ rất là khó mềm. Nếu thích thì chúng ta cho ớt nguyên trái vào đây. Khi mà nước nó cạn xuống xăm xắp mặt thịt như thế này thì cho vào đây 600ml nước sôi. Có nghĩa là chúng ta dùng tổng cộng 2 lít nước, bao gồm nước dừa và nước lã, và tất cả đều được nấu sôi lên khi cho vào trong thịt nha các bạn. Đây là nồi thịt đã kho xong sau gần 3 giờ đồng hồ. Các bạn có thể nêm nếm lần cuối tùy theo khẩu vị của mỗi người ha.